Thưa các đấng, chúng ta vừa nói về tám bốn phúc, còn nhiều vấn đề trong đấy, nhưng mà đại khái là những cái nét chính thì con đã trình bày rồi. Xong bây giờ con sẽ trình bày thêm một chút nữa về một cái bản văn này, đó là bản văn về muối và ánh sáng. Cũng có một số vấn đề, là chúng ta cần phải bình định cho nó rõ. Chúa nói cái bản văn nó nói chính anh em thưa quý cha, chúng ta phải nhớ điều này. Liền sau tám mối phúc là cái này. Cho nên bản văn anh em là muối và ánh sáng không hề kém cạnh bản văn tám mối phúc nhỉ. Không có hề kém cạnh. Bản văn tám mối phúc không chỉ là ai, nhưng mà bản văn tám mối phúc, bản văn muối và ánh sáng này trực tiếp Đức Giêsu nói về các môn đệ. Cái bản văn kia chỉ nói là phúc cho người này, người này. Sáng nay có một cái chi tiết cha gì cha nói con được lại một tí cái chỗ này cũng hay lắm cha. Đây, cái bản văn tiếng Anh nó dịch các cái mối phúc như thế này. Việt Nam mình dịch phúc thay tức là chủ động thế. Nhưng mà các bản tiếng Anh nó dịch là bless are the poor, dịch là bị động. Như thế the poor in spirit, người nghèo trong tinh thần là người được chúc phúc. Chứ người nghèo trong tinh thần phải là người hạnh phúc. Nếu mà nó dịch bless is are cũng có thể dịch được như vậy. Và nếu mà dịch theo cái bản tiếng Anh thì cái nghĩa nó bị động. Nhưng mà cái nghĩa nó bị động thì nó nói về phúc lành, được Chúa chúc lành hơn là phúc theo cái nghĩa hạnh phúc. Cho nên đôi khi thì người ta cũng nói tám mối phúc là những nẻo đường để dẫn người ta đến hạnh phúc. Nhưng mà nếu nhìn trong lăng kính của cái bản dịch tiếng Anh ấy nha, không hẳn là thế. Đây là những nẻo đường giúp người ta xác tín rằng người ta đang được chúc phúc bởi Thiên Chúa. Một cái gợi ý vào trong cái bản văn tiếng bản dịch của tiếng Anh nó là như thế. Bây giờ còn muốn nói về cái muối và ánh sáng này. Bản văn muối và ánh sáng thưa quý cha xếp liền sau bản văn tám mối phúc, liền sau. Nếu bản văn tám mối phúc là bản văn quan trọng nhất của bài giảng trên núi thì cái bản văn muối và ánh sáng xếp liền sau, không có thua đâu. Chúng ta thấy tầm nghĩa quan trọng của nó rất lớn, mà không nói là ai nha anh em. Cái bản văn tiếng Việt dịch là anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Dịch như vậy thì cũng đã, đối với con thì dịch như vậy là tốt, nhưng mà con nghĩ nó không có rõ nghĩa. Cho nên là bây giờ cái bản dịch nó phải dịch như thế này. Cái bản tiếng Hy Lạp đó là Hymes esteto halastes ges, chính anh em là muối của. Chỗ này là gì? Chữ của, chỗ này là chữ là, chữ cho. Tại sao con lưu ý cái điều này? Bởi vì á, đôi khi vì cái bản danh, bản tiếng Việt muối cho đời đó, cho nên nhiều khi hiểu sai. Con sẽ nói liền này. Nếu mà cái bản dịch này, mà nếu cái câu này phải dịch, phải hiểu là chính anh em là muối của đất, nghĩa là khác. Rồi chính anh em là ánh sáng của thế gian, nghĩa là khác, chứ không phải cho thế gian. Nếu muối của đất thì nó muốn nói cái gì? Nó muốn nói rằng muối của đất và ánh sáng của thế gian không phải là những thứ cho thêm vào, tức là đất nó có sẵn này xong cho thêm muối vào, hay là thế gian khi thế gian nó như này xong Chúa cho thêm cái ánh sáng vào. Không hiểu thế là không đúng, chắc chắn là không đúng. Mà phải hiểu như nào? Phải hiểu là muối và ánh sáng là thành phần thuộc về, cấu thành nên cái mà nó thuộc về.
phải là nó là cái thêm vào, cho nên tại sao mà phải lưu ý cái chỗ này, bởi vì này đôi khi á, chỗ này chỗ kia, bài viết này bài viết kia nói là muối thêm vào cho đời nó thêm gia vị, các bạn không có thể hình dung ra người môn đệ lại cho thêm vào cái thế gian này, cho cái thế gian này cho nó thêm vị, không có sự hiện diện của người môn đệ trong cái thế gian này thì không gọi là cái thế gian này mới đúng, bởi vì nó là thành phần của cái mà nó thuộc về, chúng ta đang thuộc về thế gian và chúng ta là một thành phần không thể thiếu, người môn đệ là một thành phần không thể thiếu của cái thế giới này, của cái trần gian này, thấy mới được. Hãy bỏ cho thêm tí muối vào như là nấu canh hay không, cho thêm tí muối vào, thế ông nào hết muối thì sao? Nếu thì muối thì vẫn ăn canh, hơi nhạt tí thì đỡ tăng sông chứ còn gì nữa, càng khổ càng khỏe. Ăn nhiều muối mà thì tổ tăng sông chứ làm gì? Đấy. Tăng sông nó lên mà nó ăn nhiều, ăn mặn nhiều lần nó tăng sông nó lên. Giờ người ta ăn nhạt người ta đâu ăn mặn như ngày xưa đấy. Thôi muối xếp để sang một bên. Không, hiểu vậy là không đúng. Phải hiểu là muối là một thành phần của cuộc đời này. Ánh sáng là một thành phần của cái thế gian này, chứ không phải là cái thêm vào nha, dứt khoát là không. Cho nên không, chúng ta không thể hình dung một thế giới mà không có người môn đệ Chúa Kitô. Không, không thể hình dung ra được một cái thế giới nó như thế. Hay là người môn đệ chỉ là một thứ thêm vào cho nó vui, sao mà được? Nói như thế không ra. Sự hiện diện của người môn đệ ở trong thế giới này là điều chắc chắn phải có. Không có, không hình dung ra được nó là nó như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta nói về một cái điều tiếp theo là Chúa Giêsu nói anh em là. Chúa Giêsu không có so sánh cái chỗ này giống như nhờ. Chúa không có nói anh em giống như, mà Chúa Giêsu nói anh em là. Như vậy vấn đề đặt ra là như thế này. Đôi khi Chúa đã bảo anh em là cái này rồi, xong rồi đôi khi lại giải thích cái là này nó là cái là bên này. Đã bảo cái là nó là như này rồi thì không có cần phải nói cái là này nó là cái là nào nữa. Cái là này là cái bà đủ nhá. Cái là cái bà đủ đi. Chúa bảo là nó là cái này thì nó là cái này. Thế thôi. Không cần phải nói cái là này nó là cái là này. Đấy là rồi. Không. Thì bây giờ phải hiểu như nào thưa quý cha. Là cái là mà Đức Giêsu nói ở trong cái mỗi phút này là nó nằm trên bình diện nào. Nếu trình bày trên hiểu trên bình diện nghĩa đen của mặt chữ là không hiểu được. Không bao giờ Chúa bảo ta là muối, ta là ta chứ ta không có là muối, ta là người, ta không có là muối. Và ta là người, ta cũng là ánh sáng. Cho nên hiểu cái câu này theo cái nghĩa đen của hai cái chữ đấy ngang bằng nhau là không hợp lý. Cho nên dứt khoát cái chỗ này là không hiểu được cái gì. Thế thì Chúa nói chúng ta là cái gì khi nói chúng ta là muối và là ánh sáng? Chúng ta phải dựa trên bản chất của nó, bản chất của muối. Muối mặn. Thật khó mà có thể hình dung thế nào là muối hết mặn. Có lần con đi du học về, xong con đi dạy học tới, có một cái email của một cái ông giáo dân, nó viết là: kính thưa cha, cha là ơn giải thích cho tôi biết có cái muối nào mà nó hết mặn hay không. Con nói là ông ơi, tôi không dạy hóa học, ông ơi tôi không biết cái vụ này. Ông bảo là, ông gửi mail bảo là cha phải biết. Còn sao cha biết? Cha dạy thánh kinh. Cha bảo thánh kinh liên quan gì đến hóa học? Nó bảo là Chúa nói. Nếu muối mà hết mặn thì ông không có biết lớn, ông không biết là có cái muối nào mà nó lại hết mặn. Nếu mà hết mặn là hết muối, thế thôi đơn giản đấy. Chứ bây giờ là bảo muối mà hết mặn. Nếu mà mặn là còn muối, hết mặn là hết muối. Chứ bây giờ bảo muối hết mặn là muối như thế nào? À,
Cho nên ông nói là bắt buộc cha phải biết cái chỗ này, dù không dạy hoa học cũng phải biết, vì Chúa bảo. Chỗ đó là khó đó. Nhưng mà thường quý cha con cũng phải đọc chú giải xem cái chỗ này nó bảo cái gì, mà đọc mãi cũng không biết nó bảo cái gì. Nhưng mà có một cái giải thích tương đối ha, tương đối thôi, người ta có thể chấp nhận được, là người ta nói như này: vào thời Chúa Giêsu đó, cái biển chết nó rất là rộng, rộng gấp nhiều lần như bây giờ, nó không bé như bây giờ là biển chết đang chết rồi, bởi vì người ta dẫn người ta nước từ trên cái sông Jordan nó chảy xuống từ cái hồ Galilee nó chảy xuống ấy. Bây giờ người ta làm những cái kênh đi vào trong các cái sa mạc để trồng biết bao nhiêu là những cái cây vườn cây ăn trái với lại rau cỏ ở trên cái sa mạc. Nếu mà các đấng đi đất thánh thì các đấng sẽ thấy cái vấn đề mà người Do Thái người ta làm ghê lắm, biến sa mạc hóa thành những cái vườn cây vô cùng tốt với điều kiện là có nước. Và thế là người ta khai nước rất nhiều của cái sông Jordan để dẫn các cái kênh vào trong các cái vùng sa mạc, lập tức biến thành các vườn cây ăn trái và các vườn rau xung xuê quanh năm. Cho nên người Do Thái bây giờ người ta sản, người ta xuất khẩu rau quả củ các thứ là khủng khiếp trên thế giới, mà toàn là đồ sạch không, mắc tiền á, sang Âu Châu đó. Rất là giỏi. Cho nên bây giờ nước nó không vào cái biển chết nữa, cho nên là nhiều bài báo người ta bảo là nếu như này thì ít năm nữa là biển chết sẽ hoàn toàn chết hết nước. Nhưng mà vào thời Chúa Giêsu thì cái biển chết nó không có ít nước như bây giờ. Thế thì bây giờ nó làm thế nào? Những cái hòn, những cái hạt cát mà nó ở chung quanh cái biển chết này, mỗi một ngày sóng biển nó đánh lên, nó ngấm nước muối vào trong cái hạt cát ấy. Xong rồi nước nó rút xuống, nắng chiếu làm cho cái hạt cát nó khô. Đợt sóng thứ hai đánh lên thì cái hạt cát nó lại ngấm nước muối vào. Xong nắng nó chiếu xuống thì cái hạt cát mỗi lần như thế, cái hạt sỏi cứ lẫn nó cứ lớn dần đầy chung quanh cái biển chết. Các đấng đi biển chết thì sẽ thấy đầy hết các cái hòn sỏi chung quanh toàn muối không, trắng như thế này. Có thể có những cái hòn thế còn to như quả trứng gà trứng vịt. Thế thì người Do Thái không có, người ta Do Thái người ta không làm muối biển như là người Việt. Vào thời đấy người ta chỉ làm một việc là đi nhặt mấy cái viên đấy về, xong để trên bếp nấu cái gì đấy, xong cho xuống, cho nó vào, xong lại để lên đây, xong đến mai kho cái gì là cho nó xuống đây, xong lại cho lên đây để đấy. Mà cứ cho lên cho xuống như thế một thời gian thì cái viên sỏi đấy nó sẽ hết muối. Và khi mà người ta thấy muối nó không còn xì ra nữa để mà dùng vào trong cái việc nấu ăn nữa thì chỉ có một việc thôi là ném ra cửa. Thì ngoài cửa là cái đường, mà ném ra cửa thì đường là đường thì người ta đi thôi, chứ cái đơn giản là không thấy thì có cái gì. Còn đọc mãi cứ tìm được một cái giải thích xem ra là tương đối là có thể chấp nhận được cái chuyện này. Nhưng mà thưa quý cha, chúng ta không dừng ở đấy. Chúng ta nói cái này nghe hay hơn. Muối mà hết mặn thì thật khó hiểu, nhưng mà người môn đệ không còn bản chất nữa thì rất dễ hiểu. Đấy. Chúa Giêsu muốn cảnh báo một điều là coi chừng một lúc nào đó người môn đệ không còn bản chất đúng mực của nó nữa. Cái đấy dễ hiểu, không có khó. Rồi, ánh sáng thì tỏa sáng. Chỗ này nó hơi lấn cấn một tí, nhưng mà con muốn dùng là mặt trời thì chiếu sáng, nhưng mà ánh sáng thì lan tỏa cái sự chiếu sáng của mặt trời cho tất cả mọi người. Cái đấy là bản chất. Còn bây giờ ta nói về tính chất. Muối có một cái tính chất là hòa tan. Và nhìn trong ăn kính này thì ta thấy muối không hiện diện nữa, không thấy. Còn nếu mà để muối ở trong cái chai là thấy, nhưng mà bây giờ cho nó vào cái nước là tan. Mà bây giờ một cái ly có nước, một cái ly nước có muối, một cái ly không nước không có muối, thật là khó, có thể viết bằng mắt thường.
không thấy hết hiện diện. Nói đến cái gì? Nói đến một khả năng thích nghi với môi trường, sứ vụ của người mô hệ. Hòa tan, tan ra. Tính chất của ánh sáng là gì? Trong suốt, không thấy ánh sáng, không ai thấy ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng nó luôn hiện hữu. Nó không hiện diện nhưng mà nó hiện hữu. Cho nên thưa quý cha, Chúa Giêsu có nói về điều này. Sự hiện diện của người môn đệ là không có quan trọng. Điều quan trọng là sự hiện diện của những việc tốt đẹp mà người môn đệ thực hiện. Chúng ta nghe cái đoạn ở dưới nha, Chúa Giêsu nói: để người ta trông thấy những việc tốt đẹp anh em làm, không phải để người ta trông thấy anh em. Đấy. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp. Những việc tốt đẹp anh em làm, họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, không phải để thấy anh em. Cái cần là việc tốt đẹp anh em làm, không phải để thấy anh em, không phải để khen anh em, nhưng mà là để họ thấy những việc tốt đẹp anh em đang làm, để tôn vinh cha anh em. Cái logic nó đi là thế. Cho nên cái câu đấy là cái câu cực kỳ đắt giá luôn đó. Cho nên chúng ta thấy cái đấy nó muốn nói cái gì. Điều quan trọng không phải là hiện diện của người môn đệ, mà điều quan trọng là sự hiện diện của những việc tốt đẹp người môn đệ làm. Và một cái điều nữa chúng ta so sánh, Chúa Giêsu có nói đến là công vụ của muối. Công vụ cũng không có muối thì không có sự sống nữa. Hết. Trong cơ thể của con người ta có muối, không có muối là không được. Dù một lượng nhỏ. Rồi chúng ta cũng thấy muối nó giúp vai trò là bảo vệ những cái gì đấy, sát thương hay vân vân những công dụng của nó. Chúng ta thấy được đơn giản. Ánh sáng duy trì sự sống, và ánh sáng khi tỏa sáng thì giúp cái con mắt nhận biết mọi sự. Và điều ấy, chính cái công dụng đấy, nó làm nên sự hiện hữu của người môn đệ. Cho nên khi đọc cái chỗ này thì con suy nghĩ đến một cái điều như này: muối tan ra thì mới phát huy tác dụng. Muối để trong cái lọ không bao giờ có ý nghĩa gì cả. Nếu muối để trong cái lọ không bao giờ có ý nghĩa gì, nhưng mà muối đấy tan vào trong cái môi trường thì lúc bấy giờ nó không hiện diện như nó ở trong cái chai, nhưng mà nó hiện hữu vì ý nghĩa tự thân mà nó xuất hiện. Cho nên người môn đệ khi không hiện diện thì hiện hữu, ý như là cái hạt muối so sánh được. Cái muối mà nó hiện diện là nó không hiện hữu, vì nó không có ý nghĩa. Cái mà làm cho nó hiện hữu là ý nghĩa của nó. Còn ánh sáng không bao giờ hiện hữu, hiện diện, nhưng mà ánh sáng luôn luôn hiện hữu vì nó phát huy tác dụng của nó khi mà Chúa dựng nên nó. Cho nên khi đọc cái bản văn muối và ánh sáng này thì con tự nhiên suy nghĩ về hai khái niệm là hiện diện và hiện hữu. Có lẽ cái điều quan trọng là hiện hữu. Đối với Chúa, sự hiện diện của chúng ta cũng cần thiết. Nhưng mà đôi khi nó nghịch lý này, không hiện diện thì làm sao mà hiện hữu. Nhưng mà với hai cái hình ảnh muối và ánh sáng này thì Chúa nói với chúng ta về một thứ hiện hữu, không hiện diện. Không hiện diện không có nghĩa là không có, không có thì không hiện hữu. Nhưng mà nó không hiện diện. Không hiện diện bởi vì không nhận ra được, khó mà có thể nhận ra được. Nhưng mà nó hiện hữu vì nó thực hiện cái sứ mạng mà nó được ủy thác cho. Đấy. Thế gian, đối với thế gian, thưa quý cha,
như là chúng ta đọc cái bài tin mừng Matthew hôm qua 23 đó, ăn cỗ thì ngồi bàn một, đi lễ thì ngồi bàn đầu, ra đường thì người thích người ta chào lòng thầy, đối đọc thẻ kinh, may dài tua hiện diện, một sự hiện diện. Nhưng mà đôi khi một sự hiện diện mà không hiện hữu. Nhưng mà Chúa nói hai cái hình ảnh muối và ánh sáng này làm ta hiểu một cách nào đó, không có chắc chắn lắm, nhưng mà một cách nào đó. Có những khi người môn đệ đừng có quá quan trọng cái sự hiện diện, nhưng mà hãy để ý đến mình có đang hiện hữu hay không. Mà cái làm nên cái hiện hữu là gì? Sứ vụ được ủy thác được đã chu toàn một cách tốt đẹp. Người ta có nói mà Chúa bảo là đâu có cần cái chuyện là người ta thấy anh em, người ta thấy những việc anh em làm chứ không phải người ta thấy anh em. Người ta thấy không cần anh em, bởi vì đâu có cần người ta khen anh em, việc của anh em là thế mà. Cho nên người ta thấy những việc anh em làm lập tức để chuyển sang là tôn vinh Thiên Chúa này. Cho nên Chúa Giêsu minh định rõ chỗ đứng của người môn đệ trong cái sứ vụ này, và người môn đệ thi hành sứ vụ không phải để vì mình, mà người môn đệ thi hành sứ vụ là để Thiên Chúa được tôn vinh. Đấy. Cho nên khi cái bản văn muối và ánh sáng liền sau cái 80 phút nó rất là đặc giáo, nói về một sự hiện diện và một sự hiện hữu. Và với hai cái hình ảnh này chắc chắn Chúa muốn nhấn mạnh đặc biệt đến sự hiện hữu của người môn đệ hơn là nói về sự hiện diện của người đấy trong môi trường sứ vụ của họ từ xa. Chắc là 4 giờ rồi thì chúng ta có thể kết thúc, để còn phải kinh hạt rồi phải về nữa. Em ở nhà em xa lắm. Cảm ơn quý cha. Xin kính mời quý cha đứng ạ. Con xin phép Đức Tổng Giuse cho phép con thay mặt anh em linh mục bày tỏ tâm tình biết ơn với Đức cha Giuse, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Trọng kính Đức cha Giuse, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Như Đức cha chia sẻ với chúng con về sự hiện diện và hiện hữu, hai ngày qua chúng con đã cảm nhận được sự hiện diện và hiện hữu của Đức cha tại ngôi nhà chung của Tổng giáo phận Hà Nội. Chính vì thế mà bầu khí thường huấn của anh em linh mục chúng con rất là tuyệt vời. Chúng con đã thấy yêu mến lời Chúa hơn, và nhất là cảm nghiệm được những sứ điệp mà Đức cha gửi đến cho anh em linh mục chúng con để sống căn tính của người môn đệ theo tin mừng của Thánh Matthew. Sáng ngày hôm qua thì Đức cha có nói với chúng con là để phổ biến cái cuốn tin mừng theo Thánh Matthew cho bà con giáo dân thì phải hướng dẫn bà con giáo dân cách đọc và cách hiểu tin mừng. Thì qua 9 tiết học của 2 ngày thường huấn này, anh em linh mục và coi sứ chúng con có thể thưa với Đức cha là chúng con có thể hướng dẫn được anh chị em giáo dân về tin mừng Thánh Matthew một cách tổng quát nhất, xúc tích nhất theo sự hướng dẫn của Đức cha. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức cha rất nhiều, vì Đức cha có rất nhiều công việc mục vụ của giáo phận cũng như là chương trình dạy học, nhưng Đức cha đã đáp lại lời mời gọi của Đức Tổng chúng con để đến đây chia sẻ với chúng con với tất cả cái bầu nhiệt huyết yêu mến lời Chúa của Đức cha. Chúng con xin Chúa trả công bội hộ cho Đức cha, và chúng con kính chúc Đức cha luôn luôn tràn đầy sức khỏe, tràn đầy sự vui tươi, và nhất là ơn của Chúa để Đức cha tiếp tục hướng dẫn dân Chúa, và cách riêng Đức cha lại có dịp đến với anh em linh mục chúng con trong những ngày tháng tới, để chúng con lại kiến múc từ nơi Đức cha cái kho tàng quý báu của lời Chúa. Chúng con một lần nữa xin hết lòng cảm ơn Đức cha và vỗ tràng hoa tay để cảm ơn Đức cha. Chúng con hôm nay cũng bày tỏ tâm tình biết ơn Đức Tổng. Đức Tổng luôn luôn yêu mến và thương xót chúng con, nên tổ chức cho chúng con cái bữa tiệc tinh thần tuyệt vời này.
Chúng con xin Chúa ban nhiều ơn cho Đức Tổng. Con chỉ muốn nói một lời là cảm ơn Đức Tổng và cảm ơn Đức quý tất cả các cha đã chịu khó lắng nghe trong hai ngày vừa qua. Cảm ơn cha Tổng đại diện đã cảm ơn và nói về một cái tâm tình là yêu mến lời Chúa. Con rất vui cái điều ấy, bởi vì nếu chúng ta là những linh mục mà yêu mến lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ lan tỏa các sứ điệp lời Chúa mà chúng ta cảm thấy yêu mến cho tất cả những người chúng ta có trách nhiệm được ủy thác. Cảm ơn và kính chúc Đức Tổng và quý cha sức khỏe để lan tỏa cái tình yêu thương qua lời Chúa mà chúng ta ký múc được cho tất cả bà con giáo dân trong trách nhiệm của mình. Xin cảm ơn.